online, mến chào Trần Thư, mến chào Sư Tô Thị Phúng, mến chào Sư Trần Đạo, Sư Tina chào Mất Tiêu, mến chào Sư Tina. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Ngọc Bình kính chào đạo tràng. Sa thú thành thai, chúng con kính cảm ơn. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn huynh Quát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng để bái tâm bảo sám hối và thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sư Đoàn Đông đã mở rung và cho nghe bài pháp của Sư Thời Khanh, rất là hoan hỷ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh thấy huynh Quát Thanh Á đã cho bài học, cảm ơn huynh. Dạ, không biết là cô tu nữ Thâm Má Cha Rí, cô tu nữ Phúc Hạnh, biết cô tu nữ có thể ông bài bây giờ được không? Có thể cầm mic bây giờ được không? Nếu được thì Nhật Bình kính mời bàn tay quý cô. Dạ, lâu lắm cô tu nữ Thâm Má Cha Rí mới trở lại đạo tràng. Dạ, cô Phúc Hạnh cầm mic được không cô? Rồi, Nhật Quỳnh không có thấy tín hiệu của quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh mời Rạng Đông mở hàng. Rạng Đông ơi. Dạ, cảm ơn cô. Mời Rạng Đông mở hàng để Nhật Quỳnh kiểm tra nha. Nhật Quỳnh điểm danh nha. Dạ, mời Sích Tô Thị Phúng, mời Sích Trần Đạo, mời Sích Thi Na. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời. Cô ấy mình cũng chạy ra rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính... Quỳnh Quá Tha Ná nghỉ một chút rồi mời Quỳnh nha Quỳnh. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Bây giờ mời Rạng Đông. Dạ, cảm ơn cô. Sa thú chị Nhật Quỳnh, con kính lãnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Thamachari. Hình như cô chạy đâu mất rồi. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 408. A cát cá sằng quỳnh nhà ta nình, ghi rằng sắc chẳng u đi ra về, và gia na phi sa chê cầm chí, ta ma hằng prum ni brahma năng. A cát ca sằng quỳnh nhà pa nình, ghi rằng sắc chẳng u đi ra về, và gia na phi sa chê cầm chí, ta ma hằng prum ni brahma năng. A cát ca sằng quỳnh nhà pa nình, ghi rằng sắc chẳng u đi ra về, và gia na phi sa chê cầm chí, ta ma hằng brum mi brahma năng. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi bà la môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A cát ca sằng quỳnh nhà pa nình, ghi rằng sắc chẳng u đi ra về, và gia na phi sa chê cầm chí, ta ma hằng brum mi brahma năng. Nói lời chẳng mất lòng ai, dựng say chân thật hòa hài ôn nhu, nói lời thâm thiết bi từ, bà la môn là vậy, đúng như danh người. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sơ Kha Giá. Còn kính lãnh lễ Thượng Tổ Minh Hạnh, Đồng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà với cô tu nữ. Xin kể câu kinh pháp cú số 408 ạ. Aka ki ka sa vi
48. Akasang vina bami irang sacang udiraye yaya nabi saye kangki tamahang po miramanang. Akasang vina nami irang sacang udiraye Dạ dạ na bi sa dê căng chi ta ma hâm rô lắm ma năng. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai. Ca gọi Bà La Môn, đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À ca ca sân bình nha ba miếng y ra sắc chăng thi ra về và gia na bi xà về căn chi ta ma hăng phu vì lắm ma năng. Nói lời chẳng mất lòng ai, dựng xây chân thật hòa hài ôn nhu, nói lời thân thiết bi từ. Bà La Môn là vậy đúng như danh. Người đó là phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Và con đã kể xong ạ. Và cảm ơn huynh Hóa Thanh A đã bớt bài. Và con xin gửi mất lại cho chị Lạc Lê. Dạ cảm ơn chị Trần Đạo. Dạ Bút Tha Giá Nam Mô Tham Ma Giá Nam Mô Sơn Ca Giá. Con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc câu kệ số 408. Akasa sanguinya paningi rang chat sang udira ye ya ya na pisa ye kanji tamahang ru biram manang. Kasa sanguinya paningi rang san chang udira ye ya ya na pi cha che chan ki tamahang ru mi brahmanang. Akasayang vinyang banan girang chan chang diri yare ya ya papi saye kanchi tamahang ru mi ramanang. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. Nói lời chẳng mất lòng ai, tay chân thật, hòa hài, ôn nhu. Nói lời thâm thiết, từ bi, Bà La Môn là vậy, đúng như danh người. Và đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Và con đã đọc xong, xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rum. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 408. Á cách cá săn huynh nhà phá min ký răng sóc chăn ú đi rá dê gia giá na pí xá chê ca chí tá má hăng ru mí râm má năng. Á cắt cá săn huynh nhà phá min ký răng sóc chăn ú đi rá dê gia giá na pí xá chê cách chí tám má hằng ru mí râm má năng. Á cắp cá săn huynh nhà phá minh ghi răng sắc chăn ú đi rá dê gia giá na pí xá chê canh chí tám má hằng
trong đó nè, nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai. Ta gọi Bà La Môn, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, nói lời chẳng mất lòng ai, xây dựng chân thật, hài hòa ôn nhu, nói lời thâm thiết từ bi từ. Bà La Môn là vậy, đúng như danh người, bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Và mến mời Xích Ái Minh. Dạ, sa thứ lành thay chị Cẩm Vân. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt Cô Tu Nữ Phúc Hạnh. Dạ, ấy mình kính chào quý anh chị. Con xin phép được trở bài câu pháp cú số 408. Đang đem chỉnh cái mic này. À, hồi nãy nghe sao nghe nhỏ. Sao nghe chị Cẩm Vân nghe nhỏ. Quý anh chị có nghe nhỏ không ạ? Chết rồi. Rồi. Thôi tạm thời vậy đi. Chút xíu ơi, mình chỉnh lại. Dạ, câu pháp cú số. Dạ. Akaka sang quyền nhà ba mình ghi rằng sa chàng đi ra về và giá na tí sa về cành trí tam ma hằng rù mi rầm ma nằng a các ca sàng nguyện ban mình ghi rằng sa chàng u đi ra về và giá na tí sa về cành trí tam ma hằng rù mi rầm ma nằng a các ca sàng nguyện nhà ban mình ghi rằng sát chăng u đi ra về và già na phi sa chế canh chi ta mang ru mi râm ma nằng, nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai. Ta gọi Bà La Môn, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Căn ca sang vinh nhà ba nền ghi rằng sát chăng đi ra về và giá na phi sa chê canh chi ta mang ru ni trầm ma nằng a các ca sang vinh nhà ba nền ghi rằng sát chăng đi ra về và giá na phi sa chê canh chi ta mang ru ni trầm ma nằng, nói lời chẳng mất lòng ai, dựng xây chân thật, hòa hài ôn nhu, nói lời thâm thiết bi từ. Bà La Môn là vậy, đúng như danh người, phụ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, ái minh kính nhân đích lại đạo tràng ạ. Dạ, sa thu lành thầy Sĩ Thầy Minh. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, kính đại lễ ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 408. Dạ, cảm ơn Sĩ Thẳng Đồng Sĩ Đại Minh, Sĩ Việt Tình. Các sang huyền nhà ba ninh dìa rằng sát chàng ô đi ra dê dạ dạ na phi xa dê can chi tam ma hằng phru mi pram ma năng. Các sang huyền nhà ba ninh dìa rằng sát chàng ô đi ra dê ya ya na phi sa ye can chi ta ma hang phu mi pram ma nang a ka ka sang vin ya pa ning ye rang sa kyang u ri ra ye ya ya na phi sa ye can chi
tamahang prumi pramanang akakasang vinyapaning jirang sakyang udiraye yayana pisaye kanchi tamahang prumi pramanang. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Nói lời chẳng mất lòng ai, dựng xây chân thật, hòa hài ôn nhu. Nói lời thâm thiết bi từ, Bà La Môn là vậy, đúng như danh người. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức Nam Mô Phật Thà Giá. Dạ, mến mời xích. Thích Từ Mẫn này này, thấy xích nhà trường ngưỡng, giơ tay về kính mời xích nhà trường nhé. Dạ, xa thú kính cảm ơn Vinh Quá Thanh á. Dạ, xích Từ Mẫn ơi, xích Tina ơi, có trả bài không thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay. Dạ, cảm ơn Từ Mẫn, cảm ơn Răng Đông ca Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Từ Mẫn trả bài không? Tina hôm nay trả bài không? Kính Từ Man mới vào có trả bài không? Vị nào trả bài thì xin mời bàn tay nghe. Không thì Nhật Quỳnh khóa sổ đó. Dạ, mời Từ Mẫn nha. Nhờ Kính Từ Man. Dạ, mời Tina. Mời Tina cầm mic đi sao đưa tay rồi dừng dịch tiêu vậy. Mời quý vị nha. Con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính lãnh lễ quý sư với cô tu nữ. Con chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Akap kasang vinyanin các rằng sát trầm ưu tì rác dề và giá là phí sát dề càng trí tá ma hằng vùng nữ tâm má năng nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật. Không mất lòng một ai, ta gọi là Bà La Môn Hòa Thượng Thích Minh Châu. À khan sa sanh vin na pa ni ghi răng san trắng u đi ra về nhà ya na thi sa che thân chi ta ma hăng tu ni tâm ma năng nói lời chẳng mất lòng ai, dựng xây chân thật, hài hòa ôn nhu, nói lời thấm thiết từ bi. Bà La Môn là vậy, đúng như danh người. Hòa Thượng Lý Đức, con kính chú ân quý sư và con kính chú ân đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, Từ Mẫn con xin cúi đầu thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Sư Quang Nguyệt. Dạ, con cúi đầu đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tịnh Đạt, cô tu nữ Phúc Hạnh và cô tu nữ Thâm Má Cha Rí cùng Quỳnh Vát Tha Nã, Xích Nhật Quỳnh, Xích Hạng Đồng, Xích Ái Minh và quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh 408. Akat ca sằng nguyên nhà ba nình ri rằng sắc chẳng u đi ra về và gia nà thi xa về cảnh chi tamahang rumiramanang, nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nói lời chẳng mất lòng ai, dựng xây chân thật, hòa hài ôn nhu, nói lời thâm thiết từ bi, Bà La Môn là vậy, đúng như danh người. Cả ca sâm huyền nhà ba ninh ri răng sắc chân u đi ra về.
Dạ dạ na thi xà dễ cân chi ta ma hăng đu ni râm ma năng. Ca 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 sang quỳnh nhà ba ninh đi răng sắc chăng u đi ra về. Dạ dạ na thi xà dê cân chi ta ma hăng ru mi râm ma năng. A ca ca sang quỳnh nhà ba ninh vì răng sắc chăng u đi ra về. Ya ya na thi sa che kinh chi ta ma hăng ru ni ram ma năng. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật không mất lòng ai, ta gọi Bà La Môn Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lời nói chẳng mất lòng ai, dừng say chân thật hòa hài ôm nhu, nói lời thâm thiết bi từ. Bà La Môn là vậy, đúng như danh ngữ. Và con là thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng, và con kính dâng mết lại quý đạo tràng, và con xin xuống bệnh. Dạ sa thú kính cảm ơn sự từ mẫn. Nam mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tâm đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Sích Răng Đông, Sích Hoa Nguyệt đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Sích Từ Mẫn, Sích Chi Na, Vinh Bát Tha Ná, Cô Ái Minh, Cẩm Vân, Sích Tâm Phương, Sích Trần Đạo, Sích Răng Đông đã hoan hỷ lên ông bài. Và bây giờ đã đến giờ chúng con học bài mới Câu Phật Quốc Kinh 409. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắc tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng giải từ vựng duyên sự và ý nghĩa Câu Pháp Quốc Kinh 409. Cảm ơn Vinh Bát Tha Ná cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc và ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sa thú con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô thầy lễ cùng mến chào quý vị có diện trong diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề ngày hôm nay 6 12 tháng
3 năm 2021. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được âm thanh được tốt để bắt vào để bắt đầu cho buổi học. Hôm nay chúng con xin và kính mời quý vị chúng ta cùng hướng về Ba Ngôi Tam Bảo. Arahaṃ sammā sambuddhaṃ Tho Bhagavā Bhūtān Bhagavatān Arīvīmi Svakhātō Bhagavatā Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Suppadipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namāmi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính Bạch Chư Tăng và thưa quý vị, ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 3, diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề, chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 409 trên 423 câu. Dạ, như vậy là chúng ta cũng gần kết thúc trọn bộ kinh Pháp Cú 223 câu. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 409 mà hôm nay diễn đàn của chúng ta sẽ được học, đó là câu kệ ngôn có nội dung như sau. Yo ta di khang wa ra sang Wa nung tu lăng su pa su phang Lô kê a din năng na di a ti Ta ma hằng bru mi brahma năng. Ở đời Phật dài ngắn, nhỏ lớn đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là bản dịch văn xuôi của Ngài Inda Chana Chánh Thân. Ở trên thế gian này, người không lấy đi, vật không được cho, dầu là dài hay ngắn, nhỏ hay lớn, đẹp hay xấu, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 409 này. Nhờ cô ấy Minh sẽ cho nghĩa. Câu đầu tiên đó là Yô tha đi khăn qua ra sang qua. Yô tha đi khăn qua ra sang. Chữ đầu tiên là chữ Yô tha. Chúng ta thấy từ vô thá này là một cái từ kết hợp bởi hai từ, đó là vô cộng với ý thá. Vô có nghĩa là người nào. Ý thá có nghĩa là này, một cái trạng từ chỉ nơi chốn này. Đi khăn là một cái danh từ trung tánh. Đi khá có nghĩa là dài. Đây là chúng ta đang học về các cái tính tương đối của cái sự phép so sánh. Lúc mà chúng ta không có để ý thì chúng ta cho đó là dài, là ngắn, là lớn, là nhỏ, nhưng mà tất cả đều là tương đối. Đi khá là dài, qua là hoặc là, rất xăng có nghĩa là ngắn. Qua hoặc là dài hoặc là ngắn.
Câu thứ hai đó là Anung Thu Lăng Supha Supang. Anung Thu Lăng Supha Supang lại tiếp tục là những cái cặp từ tương đối. Anung có nghĩa là nhỏ. Anung có nghĩa là nhỏ. Thu Lăng có nghĩa là lớn. Có nghĩa là lớn. Supha Supang. Supha Supang là một cái từ ghép, thưa quý vị, bởi hai cái từ đó là Supha cộng với lại là Asupha, nghịch nghĩa với lại đẹp và không đẹp. Đẹp và không đẹp. Đẹp hoặc là không đẹp. Chúng ta lấy sát nghĩa chữ Asupha là không đẹp. Nói rõ là xấu. Rồi câu thứ ba đó là Loke Adinang Nadiyati. Loke có nghĩa là ở trong thế gian này, hay thế giới này, hay là trong cái xã hội này, đều chữ Loke được hết. Và cái từ Loke này nó có một cái từ đi kèm mà chúng ta bắt gặp từ câu đầu tiên là Chô Thá. Cái từ Ý Thá và cái từ Loke này nó cùng một cái ngữ nghĩa. Thế giới này, xã hội này, thế gian này. Adinang. Adinang là một cái danh động từ. Nó xuất phát từ cái từ động từ đã tí là cho đó. Và cái từ ngữ á nó làm đổi nghĩa là không có được cho. Quá khứ phân từ của cái từ đa tí đó là chưa được cho hoặc là không được cho. Và ở trong trường hợp này được hiểu đó là một cái món đồ vật mà Adinang là chưa được cho. Chưa được cho. Nadiyati. Nadiyati đó là Nadiyati đó là cái từ Nadiyati đó là cái từ ná cộng với Adiyati. Ná có nghĩa là không, Adiyati là lấy. Lấy mà nó có cái tính chất là tự mình đó. Có tính chất là tự mình lấy. Nhấn mạnh cái chỗ tự mình lấy chứ không phải sai người khác lấy. Thì Nadiyati là không tự mình lấy hoặc là không lấy. Con để ngoài xuống sao để con để tủ lạnh cho xem. Câu cuối cùng là Tamahang Brumit Brahmanang. Thì cái câu này bà con chúng ta ở đây cũng quen thuộc. Thì chúng ta sẽ thuộc luôn cái câu này trong cái phẩm Bà La Môn. Tamahang là luật sanh thí, Nikkehita sanh thí. Tăng Ahang. Tăng ở đây là vị ấy. Vị ấy cho ám chỉ cho là cái vị mà không có lấy vật, không có cho, dầu là vật đó ngắn, dài, ngắn, nhỏ, lớn, đẹp, không đẹp. Chữ tăng này nó gồm cả ba cái câu trên. Tăng là cái vị ấy có những cái tính chất như vậy. A hăng là ta. Ta ở đây là Như Lai, là Đức Phật. Prumi gọi. Brahmanang là vị Bà La Môn. Và chữ Bà La Môn đây được hiểu là một vị thánh nhân vô lậu, A La Hán đạo, A La Hán quả, một vị thánh nhân vô lậu.
Thì như vậy là chúng ta đã đi sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này. Qua cái câu kệ ngôn pháp cú này thì chúng ta sẽ học được một số cái tính chất, giống như là Tịnh Đạt vừa nêu, đó là cái việc lấy, không lấy, lấy của người hay là lấy của chưa được cho, và cái tính chất tương đối của những cặp từ là dài, ngắn, nhỏ, lớn, đẹp, không đẹp. Những cái tính chất đó nó có tính tương đối, giống như là khi nào mình nói là cái đồ nó dài, cái vật nó dài, thì khi so với ngắn mới có nghĩa là dài. Còn nó đứng một mình nó thì nó không có được coi gọi là dài hay là ngắn. Và tại sao gọi là ngắn? Ngắn là so với dài. Một cái người cao, tại sao người đó gọi là cao? Người cao thì phải có một cái đối tượng so sánh thấp hơn. Giống như là một cái vật nhỏ thì một cái đối tượng để gần kề lớn hơn thì cái vật đó là nhỏ. Cho nên cũng trong cái tính cách tương đối này mà chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm sống tích cực hơn, thoải mái hơn, không có bị tự ti, tự ái, vân vân. Thì đó là một cái ý nhỏ trong những cái cặp từ tương đối. Thì một lần nữa câu kệ ngôn pháp cú số 409 có nội dung như sau. Yota di khang wa rasang wa anum tu lang su pa su phang lo ke adin nang nadiyati tamahang brumi brahmanang. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn, đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn. Hoặc là bản Việt ngữ của ngài, Dài Giới Đức: vật kia dầu ngắn hay dài, dẫu to hay nhỏ, của ai chẳng màng, xấu tốt không lấy không ham, những bậc như vậy xứng làm La Môn. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giác. Và tiếp theo là diễn đàn chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này. Cái duyên sự này chúng ta để ý sẽ thấy đó là nói về cái tựa cái câu chuyện duyên sự đó là một cái anh Nhatara Bhikkhu, là một cái vị tỳ khưu nọ đó, một cái vị tỳ khưu khác, chuyện về một cái vị tỳ khưu. Sở dĩ tại sao mà có cái câu chuyện như thế này, cái tên chuyện như thế này, anh Nhatara Bhikkhu là một cái vị tỳ khưu nọ. Thưa quý vị rằng là kinh pháp cú thì con để tôi lạnh đi xin. Kinh pháp cú thì theo trong chánh tạng thì có những cái câu kinh gồm những cái câu kệ ngôn mà thôi. Rồi chú giải các vị chú giải sư viết theo những cái lời kể. Quý vị biết rằng cái chú giải đó là khi mà kết tập tâm tạng, các lần kết tập tâm tạng đó thì chúng ta cũng hình dung và nhớ rằng đó là kết tập luôn cả chú giải. Và những cái lần kết tập mà chưa có chữ viết, tới quý vị rằng đó là những cái câu chuyện truyền tai và được các ngài trưởng lão xem xét rất là kỹ lưỡng. Và theo cái thời gian 5 tháng đó thì những cái tích chuyện xảy ra trong một cái thời gian nhất định tại Ấn Độ thì không có thể nào mà nhớ được hết, và nó dần mai một theo cái thời gian. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng câu chuyện pháp cú ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu đó là một cái vị thánh nhân, một cái vị tỳ kheo thánh nhân, nhưng mà các cái vị chú giải sư không có được biết tên của vị đó. Cho nên cuối cùng là chọn một cái tựa cho cái câu pháp cú đó là Anyatara Bhikkhu, một cái vị tỳ khưu nọ. Dạ, một cái vị tỳ khưu nọ. Và càng về sau thì có những cái tích chuyện rất là ngắn, giống như là Đức Phật ngài thuyết cái câu kệ ngôn đó ở chùa nào cho vị nào, chỉ như vậy mà thôi.
không có duyên sự dài, không có. Và cái duyên sự ngày hôm nay đối có một cái tình huống xảy ra, và có một cái tình huống xảy ra như thế này. Có một vị sa môn, có một vị tỳ kheo đó, đi trên đường đi thì phát hiện có một cái tấm vải gần như là vô chủ. Ở trong cái bản tiếng Việt đó thì chúng ta thấy rằng diễn tả qua cái lời diễn tả trong cái bản chú giải tiếng Việt đó của ngài Pháp Minh đó, thì tương truyền rằng ở trong thành Savatthi, một bà la môn tà kiến cởi y choàng tắm rồi để qua một bên vì e ngại mùi hôi thối bốc lên, nên y ngoảnh mặt qua hướng khác. Thì qua câu này chúng ta sẽ mường tượng diễn tả là cái ông bà la môn này, ông đang đi vệ sinh. Ông đang đi vệ sinh mà ông sợ làm dơ hay là làm hôi cái đồ của ông, cho nên ông máng cái y đó ra một cái chỗ khác ngoài cái tầm tay của ông, và ông không có để ý tới. Thì quý vị biết thì cái thời Ấn Độ và ngay cả cái thời bây giờ đó, cái việc vệ sinh đó, nó rất là thiên nhiên, nó rất là thiên nhiên. Ngay cả bây giờ mà chúng ta hành hương qua Ấn Độ thì cái việc mà đi vệ sinh nó cũng là một cái điều đáng quan tâm. Và hiện tại thì các cái chùa ở bên Thái Lan họ vận động và họ xây những cái khu nhà vệ sinh cho những cái đoàn hành hương trên những cái trục đường, phải một cái điều làm rất là ý nghĩa. Cho nên trong cái trường hợp này thì cái ông bà la môn này có thể ông là đang đi vệ sinh và ông bỏ cái tấm vải đồ của ông đó, cái tấm tròn của ông đó, ở một cái chỗ mà ngoài cái tầm tay của ông, để ông sợ hôi, ông sợ thúi, ông sợ dơ. Một cái chỗ khác thì giải thích rằng ông bà la môn này ông đang phơi cái tấm y tròn, cái vải tròn của ông. Thì hai trường hợp thì chúng ta thấy là cái ông bà la môn này ông đang vứt cái y tròn của ông ở một cái chỗ ngoài tầm tay của ông. Thì cái vị tỳ khưu này đang trên đường đi thì thấy một cái tấm vải bỏ không. Bỏ không ngoài đường như vậy thì cũng thấy là hữu dụng. Cái tấm này thì có thể là mai được cái kết thành một cái chiếc y, hay là một cái y nội, một cái y lớn, hay là một cái y nhỏ, hay thậm chí là dùng để mà làm khăn, làm đồ lau tay, lau bát, vân vân. Thì cái vị này mới nhặt lên và mang về sử dụng. Nhưng mà khi mà nhặt lên mang đi đó, thì quay qua quay lại mà không có thấy cái đồ của mình đó. Thì ông bà la môn này ông hớt hải đi tìm. Ông nhìn quanh thì anh thấy vị tỳ khưu đang lụm đồ của ông. Thì ông mới la lên đó là đồ của tôi, sao ông lấy. Thì khi mà hiểu lầm được giải quyết đó, thì các vị tỳ khưu đó trả lại. Mặc dù đã trả lại xong nhưng mà vẫn có một cái thái độ khó coi, cái thái độ nặng lời. Dùng cái từ nặng lời là một cái vị sa môn đầu trọc mà vẫn đi lấy đồ của người khác, giống như là trộm cắp. Thì cái việc sự việc này đến tai có các vị tỳ kheo, thì các vị tỳ kheo mới hỏi đó là hỏi cái vị tỳ khưu đó là có lấy đồ như vậy hay không. Thì cái vị tỳ khưu trả lời là dầu cho cái vật đó là tốt hay xấu, dài hay ngắn, lớn hay nhỏ, thì đối với ta không có màng, ta không có khởi tâm mà lấy. Thì giống như là đang khoe lên một cái sự trong sạch về giới luật. Các vị tỳ khưu khác đó trình lên Đức Phật, nhưng mà Đức Phật ngài đã xác nhận con của Như Lai là cái vị tỳ khưu thánh tăng đó, con của Như Lai thì không có cái sự trộm cắp. Thì khi mà kết thúc cái câu chuyện đó,
Đức Phật ngài đã sách tấn và khích lệ cho cái vị tỳ khưu bị hiểu lầm, và các cái vị tỳ khưu đang có cái sự nghi ngờ về cái phẩm hạnh của cái vị tỳ khưu đang bị hiểu lầm. Thì kết thúc thì nhiều vị đã ngộ ra vấn đề. Ở đây cái vấn đề mà trong câu chuyện cũng như là trong câu pháp cú mà Đức Phật ngài muốn nhắn gửi, đó là cái sự trong sạch về cái giới trộm cắp. Và cái điều này nó cũng xác định được một điều, đó là đối với cái người mà thật tâm thật tình, không bao giờ khởi lên cái sự lấy của không cho, hay là khởi lên cái sự lòng tham đối với vật của người đó, thì cái người này được coi là một cái người thánh thiện. Thật sự ra thì ngay cả các Phật tử hay là chư tăng ấy, chúng ta đang là những người thực hành giáo pháp, học hỏi giáo pháp, thực hành giáo pháp để mà đạt được những cái kết quả. Cái việc mà chúng ta giữ giới, căn bản nhất là ngũ giới đó, thì không có tránh khỏi những cái sơ ý, những cái lỗi lầm và những cái làm cho cái giới chúng ta bị ô nhiễm. Và trong cái ngũ giới nó có cái điều đó là trộm cắp, cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ở đây các vị thì chắc chúng ta cũng đã được hiểu và nghe nhiều về cái giới trộm cắp, cái sự trộm cắp hay là lấy của không cho. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami, là có sự cố ý tránh xa việc mà lấy của chưa được cho phép. Adinna dana, thì cái điều này nó quan trọng như thế nào mà đổi là Đức Phật ngài phải khẳng định một điều, đó là cái việc mà cái vị thánh nhân không bao giờ có cái tâm khởi lên cái tâm trộm cắp. Và cái người nào mà không bao giờ trong sạch được cái sự mà không có khởi lên cái tâm trộm cắp được gọi là một vị thánh nhân, một vị Bà La Môn. Đối với những cái điều khác như là sát sanh hay là tà dâm thì nó có một cái thái độ gọi là trực tiếp để mà gây hại cho bản thân mình và cho cái đối tượng. Còn như là cái giới trộm cắp đó, nó có những cái gọi là vi tế. Nhiều khi chúng ta chỉ biết đó là khi đánh cắp một cái tài sản lớn thì chúng ta mới cho nó là trộm cắp, và nó có cái tác hại trực tiếp cho cái người mất của. Còn những cái việc mà vi tế đó, vi tế tế nhị thì chúng ta không có để ý. Và nhiều khi mà phân tích cái chỗ này ra nhiều khi chúng ta đi đường chúng ta cũng rất là dễ phạm, mà chúng ta trong cuộc sống của chúng ta cũng rất rất là dễ phạm cái trộm cắp. Rất rất là dễ phạm cái trộm cắp. Như vậy để cái việc trộm cắp đó, thưa quý vị, có những mức độ khác nhau mà chúng ta có thể nhận thấy ở trong ngoài xã hội và ngay cả ở trong tâm hồn của mình. Giống như là chúng ta bây giờ đi đường, đi ở ngoài đường xá, hay là chúng ta ở trong nhà mà chúng ta cũng thường xuyên bắt gặp, đó là những cái vụ cướp giật trắng trợn. Bây giờ chúng ta cướp chứ không phải là trộm nữa, tức là
họ cướp trắng trợn, cướp mà có hung khí, cướp một cách rất là dã man, cướp mà gây tai nạn, vân vân, thì đó là một cái sự trộm cướp nó quá là thô thiển và mạnh bạo, nó dùng là bạo lực và gây cái hậu quả trực tiếp cho cái người bị mất của, và nhiều khi nó gây trực tiếp cái hậu quả cho người đánh cướp, là có thể là do người đi đường họ thấy bất bình, họ cản ngăn, họ đánh đập, nhiều khi bị thương tích vong, mà nhiều khi gặp cảnh sát công an họ cũng bắt phạt tù phạt tội. Còn những cái việc giống như là trộm bằng lén lút, nó giống như là cái cướp lén lút, trộm đồ lén lút đêm khuya thanh vắng, không có ai để ý, lẻn vào nhà đi trộm đồ, thì nói chung là cũng là cái việc lấy của không cho, nhưng mà cái mức độ nó nhẹ hơn là có cái sự lén lút. Và cái tế nhị hơn nữa đó là lừa lọc, tức là phải dùng cái lòng tin của người để mà gạt người ta đem tự nguyện đem tiền đem của cải đến cho mình bằng những cái hình thức như là bói toán hay là bùa chú hay là xem những cái vận mệnh, thì đó là coi như là tế tinh vi hơn nữa trong cái việc trộm cắp. Thì bây giờ trong cái xã hội này có nhiều cái mặt mà chúng ta thấy rằng là cũng là cái việc mà lấy của không cho, nhưng mà nó thể hiện ở nhiều cái mức độ khác nhau. Còn mức độ nó tinh vi hơn nữa đó là cái gian dối. Cái gian dối đây là chúng ta rất là dễ bị. Cái gian dối ở đây nó liên quan đến cái như là thuế má, gian dối về cái đồ của chung nè, cái đồ công của chung trong công ty, trong xí nghiệp, những cái ly nước, những cái cây viết, những cái cuốn sổ, những cái đôi giày, đôi dép, liên quan tới thuế má hay là trạm thu phí, đi để làm sao tránh được các cái trạm thu phí đỡ phải trả tiền, hay là làm sao mà khai thuế cho thấp xuống để cho không có tiền thất thoát, kiếm được cái đồng lời ở trong cái thuế má nhà nước, tức là dùng những cái cách len lỏi để mà được đạt được cái lợi nhuận, thì đó cũng được gọi là một cái hình thức của trộm cắp quân, trộm cắp của nhà nước, trộm cắp qua cái hình thức thuế má. Thì đó là những cái hình thức mà chúng ta sẽ thấy, đó là thường thì chúng ta sẽ không có quan tâm, chúng ta nghĩ đó là cái việc nhỏ nhen. Mà tại sao lại nói là cái sự trộm cắp đó, từ cái việc lớn dùng bạo lực hung khí cho đến cái việc nhỏ là luồn lách trong những cái kẽ hở để mà chiếm đoạt của công, hoặc là lánh lách những cái thuế má phí để mà chúng ta nhằm kiếm lợi, hoặc là không có bị tốn hao tài sản. Cái mục đích ở trong những cái việc đó là gì? Thưa quý vị, rằng đó, cái nguồn gốc đó, đó là cái sự sang tham, cái lòng tham muốn được lợi và không có muốn tổn hại về cái tài sản của mình. Và nó cộng thêm một cái rất là nặng nề, đó là cái tà kiến. Cái tà kiến ở đây đó là cái sự không có thấy được cái nhân cái quả của cái việc làm của mình. Mình nghĩ cho đó là cái việc rất là đơn giản bình thường. Bây giờ bàn đến cái việc mà trộm cắp nó có hại như thế nào.
Ở đây chắc chúng ta sống ở trong cái xã hội này, ngay cả trong chùa thì không có tránh khỏi cái việc mà mất đồ, mất trộm. Dạ. Nhất là những cái ngày, những cái ngày lễ lớn, những ngày Tết nhất, những cái ngày mà đông người qua lại, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một lúc nào đó hay là một lần nào đó chúng ta mất từ những cái món đồ quý giá yêu thích, từ những cái món đồ mắc tiền cho đến những cái vật linh tinh. Thì chúng ta sẽ nếm được, trải qua được cái sự khó chịu, cái sự phiền não, phiền tối của cái việc mà mất đi cái món đồ mình. Nhiều khi nó không phải là món đồ nó quý giá mà nó là hữu dụng. Nhiều khi đó, cái đôi dép, cái đôi giày mà chúng ta mang thường xuyên, lễ lộc đó, quay qua quay lại không còn cái đôi giày nào, đôi dép nào mang, phải đi chân không. Không lẽ giờ mình mang đôi giày, đôi dép của người ta, người khác thôi. Trong cuộc lễ đông người thì kể đi lên cái chỗ mà tôn nghiêm, trang nghiêm thì chúng ta phải để giày dép ở ngoài. Mà khi mà ra mà phát hiện không còn nữa, không lẽ chúng ta mang luôn đôi giày của người khác. Thì như vậy thì chúng ta cũng không khác gì họ, cuối cùng đành phải đi chân không. Thì cái việc đó nó rất là nhỏ nhưng mà nó làm cho chúng ta khó chịu. Còn khi những lúc mà eo hẹp, không có nhiều cái tiền của trong người đó, mà lại mất nữa. Kể quý vị nghe, một lần ở Tịnh Đạt đi học đó, làm nhà học du học sinh đó. Phải nói thì cái thời tăng sinh đó thì nó khó khăn nhiều thứ lắm. Nó không phải thiếu thốn nhưng mà kêu là đầy đủ thì mình cũng phải sử dụng cái đồng tiền mà Phật tử họ lo cho mình đi học đó, nó cũng chừng mực, mình không có dám xài thoải mái. Thì một lần đó thì có cái Phật họ gửi tiền để mà cúng vào cái quỹ tăng sinh. Thì coi như là ngày hôm trước gửi, ngày hôm trước họ đưa cho Tịnh Đạt, và ngày hôm sau Tịnh Đạt sẽ đưa cho cái vị mà có trách nhiệm trong cái thủ quỹ. Chỉ có một đêm đó thôi thì bị lạc hết phân nửa số tiền đó. Thì cái số tiền đó nó tính bằng tiền đô, cho nên khi mà tiền của mình mất á, thì đã đau rồi. Còn cái này tiền người ta gửi mà mình mất đó, thứ nhất là mình phải đền, thứ hai đó là mình mất cái uy tín. Mình mất cái uy tín. Quý vị biết là nó khổ mà nó phải, mình không có xác định được đó là cái đó là bị mất nữa. Nhiều khi mình cứ nghĩ đó là nó bị lạc, rồi mình khi mình cất kỹ quá mình tìm không ra. Cái lâu lâu rảnh cái mở cuốn kinh, cuốn sách, mở ngăn kéo, mở hộp tủ tìm. Rồi sau khi xác định rằng đó là mất rồi đó, mà sau đó cũng phải tìm, sợ bỏ kẹt nào, góc nào đó không hay. Nó khổ dữ lắm. Đã mình không có dư giả mà người ta gửi lại mất nữa. Mình phải tờn, mình phải thêm vào cho đủ cái số tiền đó để mà gửi cho quỹ. Và mình cũng bị là mất cái uy tín, giữ không có kỹ lưỡng. Và nó còn một cái điều đó là khi mà mình mất tiền đó, thì nó đâm ra một cái điều đó là nghi ngờ những người xung quanh. Mà những người xung quanh là ai? Ở trong chùa thì quý vị biết toàn là chư tăng không à, toàn là mấy ông sư cả không à. Bây giờ mình nghi thì mình lỗi. Nó cái hệ lụy của cái việc mà trộm cắp nó ghê gớm lắm. Mà cái đó là nó chỉ nhỏ xíu thôi. Thì qua cái lần đó đó, qua đó cũng có một số trưởng lão, một cái vị đại đi trước đó, kể là một hai lần bị mất như vậy đó. Thì mới phát đó là không có bao giờ lấy người khác làm cho người mình từng khổ. Và quý vị, khi mà lấy trộm của người khác đó, cái người kia khổ như thế nào thì mình cũng khổ y như vậy. Thì mình nghĩ tới đó tự nhiên mình rụt rè,
mình không có, mình không dám mạnh. Tại vì quả mà, nếu mà không có hiểu cái chỗ đó thì mình là cái người tà tiến. Mình là người tà kiến. Nó có, còn cái mà gọi là trộm cắp ác nghiệp để mà dẫn cái việc mà đời sau này trong kiếp cái tương lai không có cái vật sở hữu những cái khó khăn cực hay là sanh xuống địa ngục hay là làm những cái lồi banh đó, thì nó kinh điển quá hay là nó hơi xa vời quá. Nhưng mà chất chúng ta xét bằng cái bản thân mình, cái việc trộm cắp ghê lắm, cái người lấy cũng bị khổ, biết xấu không, có nghĩ người ta bên cái mà hay trộm vào tiêu được, tiêu phí hết tất cả những cái đồ mà họ trộm cắp được, hay là họ ăn xài trụy lạc, sau đó lại không còn tiền, không còn của cải, và tiếp tục họ làm cái vụ mới. Thì như vậy cái người trộm cắp là người không có giàu được, mà cái người giàu được là người phải có cái năng lực về nghề nghiệp, năng lực về cái kinh doanh. Mặc dù là không có nhiều tiền, nhưng mà cái người đó không có bị sống trong cái môi trường, cái hoàn cảnh nó lo âu lo sợ. Nửa đêm nửa hôm mà nghe tiếng điện thoại reo mà cũng phải bật dậy chạy nữa. Ở trong cái kinh Pháp Cú luôn có hai câu Pháp Cú liên tục 246, 247 có nhắc đến một cái chi tiết liên quan đến lấy của không cho. Ai ở đời sát sinh, nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho, qua lại với vợ người, uống rượu men rượu nấu, người sống đam mê vậy, ngay tại đời này tự đào bới gốc mình. Quý vị nghe cái hai câu kệ ngôn Pháp Cú này đó, liên quan đến ngũ giới, và cái câu kết đó là tự đào bới gốc mình. Tự đào bới gốc mình là sao quý vị? Chúng ta có thể nghĩ ngay là làm ác nghiệp thì sẽ sanh xuống địa ngục, súc sanh Atula, làm những cái loài thấp kém, những cái loài vô phước và chịu những cái khổ đau. Nhưng mà tự đào bới gốc mình nó còn một cái quan trọng hơn hết luôn tất cả, đó là tự đào bới cái tâm bồ đề của mình. Cái tâm bồ đề hay là cái tâm giác ngộ, hay là cái tâm hướng về cái sự giác ngộ đó, nó tiêu rụi, nó ung nhọt, nó hư hoại, chính do là những cái việc nhỏ nhặt. Bây giờ chúng ta là người học đạo, chúng ta là người tu hành, thì chúng ta không, bây giờ chúng ta làm những cái việc lố lăng, trộm cướp, bạo lực, hung khí, hay là lường gạt, hay là phải dụ dỗ, nhưng mà chúng ta sẽ là những người sao lâu lâu cũng lụm của rơi nè, rồi lâu lâu cũng xài đồ công cộng nè, lấy thêm nè, xin thêm, hay là những cái lúc mà cho là nó không có gì nó đáng, giống như là vô nhà bạn bè hay là vô nhà người thân có cái ly, cái tách hay là cái chai nước cái gì đó. Thật sự ra thì những cái đó nó không có đáng gì, giống như là qua trạm thu phí, đi qua trạm thu phí hay là khai thuế, những cái việc đó thật sự nó không có gây ra cho mình những cái gọi là khó khăn
hay là do những nhờ làm được những cái thứ đó mà chúng ta có thêm cái dư giả. Nó không có đáng, nhưng mà nó làm sao? Nó đào bới, nó làm cho tâm Bồ Đề, cái tâm thánh thiện của mình nó bị hư, nó đục khoét cái tâm thánh thiện của mình, tâm thiện của mình, cái tâm mà hướng thiện nó hư tiềm ẩn. Nó hư tiềm ẩn. Chính vì nó hư vậy chúng ta không có phát hiện. Và lâu ngày tháng á, thì khi mà nó đã hình thành một cái thói quen, tính nết, quen lấy của không ngon, quen sản, quen né thuế má, thì nó thôi quên tật tánh, nó làm được cái người xấu, và nó đổ ngã cái tâm Bồ Đề hướng thiện của mình. Khi nào chúng ta không có phát hiện, cái điều này nó là nó rất là tế nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì khi muốn hình được một cái tâm thiện, quý vị, nó khó khăn, rất là khó khăn. Nuôi một cái tâm thiện đó, nó khó lắm. Cũng giống như trường hợp bây giờ đó, lấy của không cho, nhưng mà trường hợp bây giờ đặt ra đó, nó là lấy của không cho thì phạm tội trộm cắp, nhưng mà đồ rớt thì có được gọi là lấy của không, của không có người không, vô chủ hay không, lấy của đó có phạm trộm cắp hay không. Thì thường đó là người phụ huynh đó sẽ khuyên con cái đó là nên lại cho người. Còn nếu tìm không được người chủ thì trả lại cho, ví dụ ở trường thì ở cái văn phòng của bảo vệ, hay là ở ngoài đường thì là những cái chốt công an phường, thì đó là chúng ta hay khuyên. Nhưng mà cái chất xã hội này mà chúng ta thêm một cái nó đem vô trong đó, chỗ đó thì chắc gì nó chủ của nó, mà nó còn một cái. Thì như vậy á, đem vô trong đó cũng vậy, mình vậy, cái người chủ ngồi đó rồi, bây giờ đem vô mà trả không đúng người đó thôi. Quý vị theo quý vị thì quý vị sẽ thấy đúng là cái việc mình hay là đưa cho người khác trả lại cho cố chủ đó, nó không chắc là thành công. Nhưng nó sẽ chắc chắn một điều là khi mình của rơ và ý trả đó, mình đang nuôi cái Bồ Đề của mình. Tức là sao? Tức là mình đùi cái sự, cái lòng tham, cái tâm tham món đồ. Và mình có cái suy nghĩ là mình giữ cũng được, hay là mình giữ, hay là cái người gửi cho cái cơ quan hay là một cái nơi có trách nhiệm đó, thì chắc gì cái món đồ đó trả lại của chủ đó thôi, thì mình giữ mình xài. Thì thưa quý vị rằng cái đồ đó không biết nó lợi bao nhiêu, nó giá trị bao nhiêu, nhưng trước mắt cái điều mà chúng ta suy nghĩ nó là một cái con sâu đang đục khoét cái tâm Bồ Đề của mình, chắc chắn là như vậy.
thì chính vì cái điều này đó, khi đối diện với cái việc đó là lấy do hoặc là né những cái ý nhị cuộc sống, ta phải rõ ra đây là chung sâu con sự nghĩ giấy cây ta đang cái tâm điều. Điều này đó nó là cái đắc tác ý này đó, cái tác ý nuôi cái tâm bồ đề hay là đừng cho bị hư hoại đó, nó là cái tác ý cho tất cả những cái thiện pháp ác pháp mà chúng ta bắt gặp, từ cái gọi là sân hận, từ cái gọi là sát sanh, từ cái gọi là trộm cắp, từ cái gọi là tà dâm, nói dối, uống rượu, từ cái gọi là nói xiên, nói xéo, nói độc ác, nói cho người khác tức giận, hay là từ cái việc mà làm cho người khác khổ đau. Từ cái tác ý đó là nuôi cái tâm bồ đề, nuôi cái tâm hướng thiện, hay là nuôi cho con sâu đục thân, làm cho hư hoại cái tâm hướng thiện. Từ cái tác ý này mà chúng ta sẽ nhân rộng ra các cái thiện pháp khác, các cái ác pháp khác khi chúng ta đối diện những cái tình huống như vậy. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà Tịnh Đạt muốn chia sẻ qua cái câu kệ ngôn pháp cú số 409 này. Mong rằng đó là những cái đồng cảm cũng như là những cái bài học mà quý vị có thể rút ra cho mình khi mà chúng ta có những cái lúc với những cái khó khăn thử thách để mà chúng ta đánh đổi vừa giữa cái lợi trước mắt hại về sau, hay là chúng ta nuôi cái tâm bồ đề hướng thiện của mình, cái điều nào quan trọng hơn. Thì Tịnh Đạt xin kết thúc cái buổi ngày hôm qua các cô kệ ngôn pháp về một cái vị tỳ khưu vô tình nhặt được cái tấm Bà La Môn nhiễu lầm, và sau khi nàng thì Đức Phật xác định cái mà cái vị thánh, cái vị mà vô lậu đó, không còn cái tâm tham, cái tâm mà cái vật chưa có được cho, mặc dù đó là ngắn hay dài, nhỏ hay lớn, hoặc là đẹp hay cái việc đó, vì đó không có màng tới. Thì Tịnh Đạt cái buổi chia sẻ câu kệ ngôn pháp cú 409 này, kính chúc chư tăng hoàn thành quý vị chúng ta được nhiều cái sự an pháp, và luôn luôn cái người tính tâm mộ đạo để giúp cho thứ nhất là rung Phật pháp, rung pháp cú chuyện này chúng ta ngày càng, và Phật pháp được trụ tha san chưa rằng tiết thất tú. Dạ, kính mời ngài những cái cô, những cái vị em trở lại với diễn đàn. Thì này xin mít. Dạ. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học câu pháp cú số 209 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt, và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dân mít đến sư. Bhagavato sabba mangalang rakkhanto sabbe devata sabba buddha anupha vena sada sati bhavantu te.
bà quá tư sắp bà măng a lăng rác khăn tư sắp bê đê quá tư sắp bà phong khá nữ phá quê nè sá đà sổ thí phá quán trư trê. Tất cả quý báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chữ Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, có sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá có tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới ôn bài và học Pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu pê gá rê bồ thí gá rê ta hin ta hin ta tham má đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiên cá ron tê thao ghi hà ra măng đá nê thề ra chắc mát cha na quá ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa văn tu tê cha la bu cha dê pi cha an đa sam pa hoa sam se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng pa ti cha te sap pe pi duk khat sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khô hô tu sa mắc vô wa a tha ya cha hi ta ya cha âm hề rát khẩn tu sắc thẩm mô sắp bề bi thẩm ma cha ri nô vút thiêm sâm bà phu nê ya ma thẩm ma ri ya ba quê ni tê. Dạ, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào râm nghe Pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào râm học Pháp. Kính chào tạm biệt cấm dân.